Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, đêm qua ở miền Bắc mưa chủ yếu xuất hiện ở vùng núi nhưng mây thì vẫn còn nhiều. Vì thế mức nhiệt ngoài trời lúc này chỉ khoảng từ 24 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay rãnh mây dông sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc, vùng hội tụ gió cũng không còn mạnh, vì thế miền Bắc mưa giảm, trời có nắng trở lại nhưng cường độ không còn gắt như những ngày trước. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ tăng lên ngưỡng từ 31 đến 32 độ, trong khi ở trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ ở ngưỡng 33 đến 35 độ. Đến tối và đêm nay trời có mưa dông trở lại nhưng tập trung nhiều hơn ở các tỉnh trung du và vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Với miền Trung, trong ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng nhưng cường độ thì có xu hướng giảm bớt. Vùng nóng tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa với mức nhiệt từ 35 đến 36 độ. Ngưỡng nhiệt nắng gắt trên 37 độ được dự báo chỉ còn xuất hiện ở các huyện vùng núi phía Tây như tại Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà và cả Nam Đông. Còn tại Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 33 đến 34 độ. Chiều và tối nay, ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện những cơn mưa dông nhiệt. Mưa xuống trên nền nhiệt ngày cao nên nguy cơ có thể kèm theo lốc xoáy và gió rất mạnh. Ở các tỉnh, thành phố phía Nam, chiều và tối nay mưa dông sẽ tái xuất hiện, diện mưa ở mức nhiều nơi tại cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó, ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh biên giới Tây Nam của miền Tây Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Mưa sớm làm cho nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ không cao. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 31 độ, trong khi ở Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm còn từ 32 đến 33 độ. Trên biển, khu vực có thời tiết xấu tiếp tục tập trung nhiều hơn ở phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang với mưa rào và dông, tầm nhìn xa vì thế bị giảm thấp xuống dưới 10 km, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn với khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió hướng nam ở mức cấp 3 đến cấp 4. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.